Sáng nay sau khi dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khai mạc kỳ họp lần thứ 25, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Sau tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục giữ ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 28.300 tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt hơn 15.200 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, dự kiến kế hoạch đầu tư công cho năm 2025, điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đáng chú ý, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ hỏa táng chính sách hỗ trợ thực hiện cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy